Quý vị có thấy miếng dán hay là miếng đề can ở sau lưng tôi đây không ạ? Cực kỳ nguy hiểm, đây là cảnh báo nguy hiểm mới được đưa ra trong một báo cáo mới đây từ hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh châu EU. Những sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc này đã bị thu hồi hoàn toàn khỏi thị trường Na Uy. Lý do là vì chúng chứa những chất gây tổn hại đến cơ quan sinh sản và thậm chí là có thể gây ung thư. Và đáng sợ hơn là trên thị trường của Việt Nam, những miếng dán tương tự như thế này cũng đang được bày bán rất nhiều và chúng là một trong những thứ đồ chơi yêu thích của trẻ nhỏ. Đây là trò chơi yêu thích của hai chị em Nhi. Tiền tiêu vặt được ba mẹ cho, hai chị em đều dùng để mua những miếng dán này. Con thích mấy cái này vì nó đẹp, những con này nó cũng xinh. Màu sắc bắt mắt, hình dáng đa dạng và giá chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng. Những đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc này luôn thu hút ánh nhìn của nhiều bé gái. Nhiều phụ huynh cho biết không thể quản lý được việc các con mua những thứ hình dáng này bởi chúng được bày bán khắp nơi. Cái này ở trên trường nó phổ biến quá đi, ở căng tin họ cũng bán luôn á. Nhưng ngày hôm qua mình thấy mình cho ba đứa 30.000 đi ăn sáng, cái nó không ăn, nó mua hết đồ dán nó mang về. Mình chỉ sợ là nó hại tới da mới lại nó đút vào miệng á. Chưa có kiểm nghiệm nào để biết những miếng dán này có nguy cơ độc hại gì. Nhưng mới đây, hệ thống cảnh báo RAPEX từ Liên minh châu Âu, EU đã cảnh báo những loại đồ chơi này vào danh sách cực kỳ nguy hiểm bởi chúng chứa những chất độc hại, đặc biệt là DEHP và DINP với nồng độ vượt mức cho phép. Những chất này có thể xâm nhập vào cơ thể trẻ bằng cách tiếp xúc qua da, qua đường miệng và cả đường hô hấp. Chất này có nhiều khả năng là tác nhân gây ra dậy thì sớm ở trẻ em nữ. Còn đối với trẻ em nam thì cái sự hiện diện của chất này làm giảm cái sự bài tiết những cái hormone tăng trưởng đối với trẻ nam, vì vậy có thể gây ra vô sinh về sau này. Ngoài những tác động trên, các chất độc hại này còn gây ung thư và ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan khác như gan và thận. Vì thế, phụ huynh nên kiểm tra kỹ xuất xứ và thành phần những đồ chơi này trước khi quyết định để trẻ tiếp xúc với chúng.